Liên quan đến vụ việc chủ một căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh bị đâm chết, ngày 25 tháng 6, Công an quận Bình Tân, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ động cơ gây án của nghi phạm Phạm Ngọc Việt, sinh năm 1987, ngụ thành phố Hải Phòng, trú quận Bình Tân. Tại cơ quan công an, nghi phạm Việt khai thuê căn nhà ở cách nhà ông PVV, sinh năm 1964, ngụ quận Bình Tân vài trăm mét để kinh doanh. Thường ngày, đối tượng hay chạy thể dục vào buổi sáng và thường gặp ông V. Trong một lần tập thể dục, đối tượng chạy ngang qua nhà ông V thì bị ông V vô tình quét rác trúng người và không xin lỗi. Sau đó, ông V nhiều lần nhìn Việt khi chạy bộ tập thể dục tại khu vực này. Cho rằng ông V khinh mình nghèo, vì vậy Việt đã nảy sinh ý định sát hại ông V. Sau đó Việt chuẩn bị quần áo, ba lô và dao để gây án. Sáng 24 tháng 6, Việt mặc áo Grab mang theo dao đi tới trước căn biệt thự của ông V ở khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Lúc này ông V đang quét rác ở sân bên hông khuôn viên căn biệt thự thì tiến lại gần. Ông V chưa hiểu chuyện gì thì bị Việt rút dao đâm nhiều nhát vào người, nạn nhân kêu vài tiếng rồi nằm gục. Gây án xong, Việt tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình bỏ trốn, Việt vứt áo Grab xuống kênh rồi quay về căn nhà sinh hoạt như bình thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, phòng PC02 cùng công an quận Bình Tân đã bắt giữ đối tượng Việt tại căn nhà của đối tượng. Khi được đưa về trụ sở, Việt cho rằng công an đã bắt nhầm mình và không chịu khai báo. Sau gần 6 tiếng đấu tranh, Việt mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.